tích cực triển khai những mô hình điểm, nhận thức về việc ứng xử văn minh, lịch sự trong giao tiếp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Chiều ngày 7 tháng 8, đoàn kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tiếp tục làm việc tại huyện Thanh Oai. Việc triển khai thực hiện quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc huyện Thanh Oai được duy trì thường xuyên, liên tục, bước đầu đạt kết quả đáng ghi nhận. Điều này đã tạo ra bước chuyển biến mạnh về kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. Qua kiểm tra thực tế tại bộ phận một cửa của huyện, đoàn công tác ghi nhận mô hình tuyên truyền cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc huyện về văn hóa ứng xử tại nơi làm việc. Trong quá trình triển khai thực hiện hai cái bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn huyện thì cơ bản chúng tôi nhận thấy có những cái ưu việt, ưu điểm và thực sự là góp phần giữ gìn và phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là cái giá trị truyền thống của ông cha. Thứ hai là chúng ta duy trì và phát huy cái văn hóa của người Tràng An. Nổi bật trong thực hiện mô hình di tích lịch sử văn hóa, điểm đến an toàn, hấp dẫn là chùa Bối Khê, xã Tam Hưng. Tại đây, đoàn công tác ghi nhận quy tắc ứng xử được treo, đặt tại các vị trí dễ thấy trong di tích. Tại di tích và xung quanh di tích không có hiện tượng xả rác bừa bãi, viết, vẽ bậy, ngồi lên các cổ vật, mặc đồ hở hang, đốt nhiều tiền vàng, làm mất đi sự tôn nghiêm và văn hóa. Kiểm tra việc triển khai mô hình chợ văn minh, sạch đẹp, an toàn tại chợ Kim Bài, đoàn công tác ghi nhận vai trò của chị em phụ nữ trong việc thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng tại khu vực chợ truyền thống đã phát huy tích cực. Đối với hai mô hình này thì chúng tôi cũng đã thực hiện tại chợ Kim Bài và khu di tích lịch sử kiểu mẫu thì thực hiện tại chùa Bối Khê của xã Tam Hưng. Thì đối với chùa Bối Khê thì chúng tôi cũng đã triển khai trước hết là phân công chị em thường xuyên tổng dọn vệ sinh môi trường ở khu vực trong và ngoài khuôn viên chùa, rồi trồng cây xanh, rồi thì chúng tôi cũng đã có thùng phân loại rác, treo bộ quy tắc ứng xử khu di tích, rồi thì chúng tôi cũng đã có đầu tư các cái váy quay để cho các chị em khi mà tham gia chùa mà lỡ không may mặc váy thì các chị em cũng có cái váy quay để thực hiện cái thanh lịch văn minh trong chùa. Dạ vâng, và cũng tuyên truyền các chị em khi đến chùa thì hạn chế thắp hương và có cái lịch sự khi mà tham gia vào các khu di tích. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với huyện Thanh Oai, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, Phó trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đánh giá cao sự vào cuộc bài bản, nghiêm túc của huyện Thanh Oai trong việc triển khai thực hiện hai quy tắc ứng xử. Bên cạnh đó, huyện cần thu hút sự chung tay, góp sức của tất cả các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là các ban đảng và tổ chức chính trị, xã hội với ngành văn hóa, để lan tỏa sâu rộng hơn nữa tính thiết thực của hai quy tắc ứng xử với đời sống và công tác của cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện.